Đấy, không ép thủy lực các bác nhá. Loạt không là 160 nhân 500. Loạt không 160 nhân 500. Ti của nó là ti 50, vỏ ngoài 95, hành trình 90. Đấy. Khung này em bán giá 3 triệu nhá. Các bác mà về chế ép ba lăng xe các thứ là rất ok luôn. Đấy. Còn con motor thủy lực này nhá, mới keng xà beng luôn. Cốt phi 25, bán giá 1 triệu nhờ nhanh. Bác nào có nhu cầu liên hệ cho em theo số 0355 557 558 hoặc số 0985 324 456 nhá. Mặt bích này. Mặt bích này dày chắc phải 44 phân các bác nhá. Mặt bích này phải dày 4 phân. Bác nào có nhu cầu liên hệ cho em. Máy ép nhựa đứng các bác nhá. Hàng thanh lý. Gần như là mới keng luôn. Ống tiêu đang còn bọc zin ra đây, dây bóng kìa. Bác nào lấy phần nào thì em tháo bán luôn cho phần đấy nhá. Đấy, hàng rất chi là mới. Đấy, xi lanh mới keng luôn. Chạm nguồn mới keng luôn. Bác nào có nhu cầu liên hệ cho em theo số 0985 324 456 hoặc số 0355 557 558. Đấy, trục đùn này. Motor thủy lực này. Xi lanh này. Chạm nguồn này. Tủ điện này. Các bác lấy phần nào thì liên hệ cho em nhá. Các bác xem được video thì ấn cho em xin một nút like và follow đăng ký kênh ủng hộ em. Máy chặt thủy lực 60 tấn, loạt khung 950, hành trình làm việc 600, ti 100, vỏ ngoài 200. Bác nào vào việc thì liên hệ cho em theo số 0985 324 456 hoặc là số 0355 557 558. Các bác xem được video thì nhớ ấn cho em xin một nút like và follow đăng ký kênh ủng hộ em. Em xin cảm ơn.